Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Anh em biết tại sao hôm nay mình bắt đầu video bằng một cái giọng nó không được vui cho lắm không anh em? Bitcoin nó lại lên giá rồi anh em ạ. Bitcoin lại lên giá rồi ông giáo ơi. Tầm này thì bao giờ mới có cạc rẻ cho anh em chúng ta chơi game đây. Ok, nhưng mà thôi. Không mua được cạc thì chúng ta all in vào những thứ còn lại. Và đó chính là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Hôm nay anh em sẽ cùng mình xây dựng một cấu hình PC, một cấu hình gaming PC, nhưng có tên là dành cho chờ thủ. Vâng, tại sao lại chờ thủ? Có nghĩa là anh em sẽ dồn tiền vào những cái linh kiện khác đi, CPU mạnh hơn, vỏ cây đẹp hơn, tản nhiệt ngon hơn, rồi thì RAM dung lượng cao hơn với bus khủng hơn. Đó, tức là tất cả những thứ linh kiện khác anh em hãy chăm sóc nó đi. Còn cạc, chúng ta để sau. Chờ khi nào mà chúng ta có một mức giá của cạc đồ họa nó hợp lý hơn, nó rẻ hơn thì chúng ta lúc đó mua cạc vào chơi sau cũng được. Vậy thì để đến với một dàn PC chờ thủ với những linh kiện như thế nào? Anh em nào tinh ý thì nãy giờ nhìn thấy hết rồi đúng không? Nhưng còn nếu anh em muốn biết chi tiết hơn, chờ sau intro nhé. Dĩ nhiên rồi, để xây dựng được một dàn PC chờ thủ thì chúng ta sẽ cần một con CPU mà nó phải có khả năng xuất được hình ảnh, thậm chí là có thể chơi game được trong lúc mà chúng ta chờ cạc, đúng không? Vậy thì chiếc CPU mà mình lắp đặt cho cấu hình ngày hôm nay sẽ là Ryzen 5 5600G. Hoặc là anh em cũng có thể đổi lên con CPU Ryzen 7 trong video mà cách đây cũng hơi lâu rồi mình có review ở bụi tre ấy, anh em thấy không? Đấy, đó đều là những con CPU đến từ AMD với đồ họa tích hợp cực kỳ mạnh mẽ để cho anh em có thể vẫn chơi được game mà không cần cả đồ họa. Và con CPU này cụ thể nó là Ryzen 5 5600G, 6x12 luồng với xung nhịp 4.4GHz MacBook và xung nhịp cơ bản của nó là 3.9GHz. Thì em CPU này nó đang mang lại một cái giá trị rất lớn cho anh em. Thứ nhất là về hiệu năng nhá. Ryzen 5 trước đây cho đến bây giờ vẫn được nhiều anh em game thủ tin tưởng lựa chọn bởi vì cái hiệu năng gaming của nó cực kỳ ngon. Bên cạnh đó Ryzen 5 5600G lại còn được tích hợp sẵn GPU bên trong nữa, mà không phải GPU lằng nhằng nhá, GPU chơi được game luôn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ xây dựng cấu hình với em CPU này. Rồi, vậy thì để chơi được em CPU này chúng ta sẽ cần một chiếc mainboard hỗ trợ CPU AMD. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng mainboard MSI MAG B550. Đấy, tí nữa thì B550M Morta đến từ MSI. Thì sử dụng chipset B550M cho nên là chiếc mainboard này nó sẽ có mức giá rất hợp lý cho anh em. Thứ nhất là về mức giá ngon lành, thứ hai là về khả năng hỗ trợ, nó hoàn toàn có thể hỗ trợ tốt con CPU Ryzen 5 5600G này ở bất kỳ cái mức độ nào mà anh em muốn, kể cả ép xung nhẹ nhàng. Còn dĩ nhiên rồi, nếu như mà anh em muốn hardcore ấy, thì chúng ta sẽ cần những sản phẩm cao cấp hơn. Đến từ MSI cũng có rất nhiều chiếc mainboard như vậy. Và đó là về mainboard B550M Morta đến từ MSI. Tiếp theo nữa, chúng ta phải nhắc tới RAM. Đã chơi AMD thì không thể chơi RAM lằng nhằng được. Chúng ta sẽ đến với bộ kit RAM Kingston Fury Beast. Đây là một bộ kit RAM mà trong video trước đây mình đã demo cho anh em xem đấy. Đấy là mình đã test kiểu single channel này, dual channel này, tắt và bật EMP. Thì anh em có thể xem lại cái video đó ở cái đường link nổi ngay trên đầu mình, chữ Y trên đầu nhảy ra đó. Rồi, nếu như mà anh em đã biết về bộ RAM này rồi thì chúng ta sẽ đi nhanh qua nhá. Bộ RAM Kingston Fury Beast này nó sẽ là một bộ kit có tổng dung lượng là 16GB. Trong đó thì anh em sẽ có hai thanh RAM 8GB. Đó, hai thanh 8GB như thế này. Và mỗi thanh RAM này nó sẽ có bớt cho anh em là 3200. Dĩ nhiên nếu anh em đã chơi với AMD mà lại còn chơi với cả mainboard MSI nữa, anh em có thể ép xung RAM một cách vô cùng dễ dàng. Và ép xung RAM với main MSI mình cũng đã có một cái video khác cách đây cũng lâu rồi đấy. Anh em lại chờ chữ Y trên đầu mình nhảy ra nhá. Như vậy là chúng ta đã có một cái bộ combo rất là mạnh mẽ từ CPU, mainboard hỗ trợ cho tới là RAM khủng. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta vẫn cần có ổ cứng để lưu trữ đúng không? Thì mình sẽ gắn cho anh em một ổ tạm thời thôi nhá. Đó là ổ Kingston NV1, chuẩn là NVMe.
Dĩ nhiên chúng ta vẫn chỉ có chuẩn là PCIe 3.0 mà thôi. Nếu như mà anh em muốn có tốc độ cao hơn thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư những chiếc SSD sử dụng cái chuẩn PCIe 4.0, hoặc là anh em có thể đầu tư SSD với dung lượng cao hơn. Mà nói đến SSD dung lượng cao hơn hoặc là SSD chuẩn PCIe 4.0 thì hiện tại tại TNC Store cũng đang có những cái mã SSD cực kỳ hấp dẫn mà mình cũng sẽ để đường link dưới phần mô tả video. Hoặc mình cũng có một video nữa ở chữ Y trên đầu. Và với những cái SSD mà mình giới thiệu với anh em đó thì nó sẽ có dung lượng 2T nhá. Mà giá thì lại ngon, độ bền thì lại cao, quá hợp lý đúng không? Nhưng mà trong cấu hình này thì mình sẽ gắn tham khảo cho anh em là chiếc NV1 đến từ Kingston này nhá. Có dung lượng 500GB cùng với chuẩn là PCIe 3.0. Và CPU ngon rồi, tản cũng phải tương xứng. Mình sẽ gắn cho anh em bộ tản Deepcool AS5010. Đây là một chiếc tản nhiệt tháp đến từ Deepcool. Chúng ta sẽ có thiết kế như này mà lát nữa khi mà mình lắp lên anh em sẽ được chiêm ngưỡng một cách kỹ hơn. Và cuối cùng để có thể cấp điện cho toàn bộ hệ thống này thì mình sẽ sử dụng một chiếc nguồn. Đây là bộ nguồn MSI A650BN có công suất là 650W. Đó, và đạt chuẩn là 80 plus bronze. Thì cái bộ nguồn này tại sao? Có mỗi CPU thôi mà sao phải chơi hẳn nguồn 650W làm gì? Con CPU này chắc dùng nguồn 500W được rồi. Không anh em, đây là một cái cấu hình PC cho chờ thủ, có nghĩa là sao? Một ngày nào đó, cạc rẻ anh em sẽ mua cạc và gắn vào thì bộ nguồn này vẫn có thể cung cấp điện năng cho anh em có thể chơi được những chiếc cạc đồ họa mạnh mẽ hơn, có thể lên tới 3 RTX 3070, 3060 Ti. Đó, như vậy là hợp lý hơn rất nhiều. Và cuối cùng, đã mất công dồn tiền vào những linh kiện khác rồi mà cái vỏ cây nó xấu, vỏ cây trông nó phèn thì chán lắm đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có bộ vỏ cây đến từ Deepcool. Đây là một bộ vỏ đến từ Deepcool với chuẩn là MATX. Dĩ nhiên rồi, bởi vì mainboard chúng ta là MATX đúng không? Main M cắm vỏ M, hợp lý. Và bộ vỏ này sẽ có tên là Makube 110. Mình hơi rút tiếng Anh, anh em nào giỏi thì có thể phiên âm giúp mình nhá. Makube, 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 đại khái vậy. Rồi, đủ linh kiện rồi nhỉ? Thiếu cạc nhưng mà không sao, cạc chúng ta có thể chờ sau mà. Bây giờ anh em hãy cùng mình lắp ráp dàn PC này nhá. Và trong video lắp PC lần trước thì mình thấy rất nhiều anh em thích mình lắp cái kiểu là fix máy một chỗ xong rồi mình ngồi mình sẽ lắp từ đầu đến cuối, mình đứng lắp từ đầu đến cuối luôn cho anh em có thể quan sát được một cách chi tiết là lắp một dàn PC nó sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào, chứ không như mọi khi là mình quay từng linh kiện mình lắp cho nó đẹp đẹp ấy. Nhưng mà mình thấy có vẻ anh em thích kiểu kia hơn cho nên chúng ta hôm nay lại tiếp tục kiểu đấy nhá. Rồi, bắt đầu lắp thôi. We watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night. Gone in the morning, but I'll be okay.
Và như các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta mới bật chiếc máy tính này lên lần đầu tiên thì cái kit RAM Kingston Fury Beast của chúng ta sẽ chỉ nhận mức burst là 2400 mà thôi. Trong khi đó thì thực tế là bản thân nó đã có thể lên được 3200 rồi, chưa nói đến chuyện là ép sùng nhá. Bây giờ thì mình sẽ làm một thao tác rất là đơn giản thôi. Anh em sẽ nhìn thấy là chúng ta đang cắm hai thanh RAM, cho nên nó sẽ nhận ở đây là hai profile XMP, và mình sẽ chọn bất kỳ một trong hai bởi vì hai thanh giống nhau mà, đúng không? Kỹ hơn thì anh em có thể vào phần OC này. Anh em nhìn thấy AXMP đúng không? Anh em bật lên, chọn một trong hai profile, sau đó anh em bấm F10 cho mình. Khởi động lại. Đó, anh em thấy không? Sau khi mà mình đã bật XMP lên rồi thì con số DDR speed của chúng ta đã lên tới là 3200 MHz. Rồi bây giờ anh em hãy cùng mình vào test game xem thế nào nhá. Như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta đang có một chiếc PC, một dàn PC không card đồ họa. Và mình có một chiếc card đồ họa ở đây để anh em có thể hình dung được là nếu chúng ta có card đồ họa thì trông nó sẽ như thế nào. Anh em thấy không? Đó, trông nó sẽ kiểu kiểu này này. Nhưng mà không à, để qua bên đã. Nhưng mà anh em để ý nhá, cái bộ vỏ này này, ở đây nó sẽ có một cái que que vẩy vẩy ở đây, anh em nhìn thấy không? Đấy, chỗ tay mình đang cầm cầm vào này, nó chính là một cái để anh em đỡ cạc đấy. Tức là nếu như mà anh em chờ đến lúc mà mua được cạc khủng nặng đến nỗi là cần đến cái đỡ cạc thì chiếc vỏ cây này chúng ta có luôn. Tiếp nữa thì anh em quay ra đây nhìn một chút này. Mặc dù bọn mình đã update cái mic mới rồi, đây mic mới bọn mình đây, nhưng mà mình vẫn sẽ có một cái mic nữa để cho anh em tận hưởng được cái cảm giác âm thanh premium xịn sò con bò nó là như thế nào. Rồi, ok. Và bây giờ thì anh em hãy cùng mình trải nghiệm cái dàn máy này. Và tựa game đầu tiên mà chúng ta cùng nhau trải nghiệm sẽ là tựa game CSGO. Ở đây thì mình sẽ show qua một chút cho anh em về cái setting. Thật ra là không phải mình làm gì đâu nhé. Đây là cái gọi là pro player. Đây là setting của những game thủ chuyên nghiệp GoPro các kiểu. Họ sẽ để thấp nhất có thể và tỷ lệ màn hình 43. Tại sao 43 ư? Thì chắc là anh em cũng biết rồi nếu anh em chơi CSGO. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử một vài trận xem FPS nó là bao nhiêu. Ok. Tôi vào tôi test game mà anh em. Vừa vào chưa kịp làm cái gì. Anh em lại chờ mình một tí vậy. Nhưng mà hiện tại anh em nhìn thấy nhá, FPS nó rơi vào quanh quẩn 200-300. Quá đơn giản nhẹ nhàng. Ngoài ra thì có một vấn đề, một chút vấn đề với cả mạng của mình, không hiểu sao là cái này nó đang bị đỏ, anh em biết mà. Ok. Rồi. Hiện tại thì chúng ta đang cùng nhau chơi tựa game đấy là CSGO. Và anh em có thể nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đổi tông giọng để cho anh em một cái trải nghiệm gọi là review game một cách thật là mượt mà và trầm ấm. Đổi lại thì anh em sẽ không thể nào nghe được cái âm thanh của game, bởi vì là nếu mình bật tiếng game lên ý, hoặc là mình bật tai nghe ý, mình bật tai nghe thì anh em cũng không nghe được, đúng không? Còn mình bật loa lên để thu vào mic thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái trải nghiệm âm thanh tuyệt vời này của anh em. Cho nên là đoạn này mình sẽ chơi game và không có tiếng anh em nhé. Anh em thông cảm nhé. Ở đây thì phần FPS anh em có thể nhìn thấy chúng ta đang đạt được một mức FPS tương đối là cao, trên 200 FPS cho một tựa game CSGO. Thì mình thấy đây là một mức FPS có thể nói là cực kỳ ngon, đặc biệt là với cái mức đặc biệt là với một dàn PC không card đồ họa như thế này thì mức FPS này khó mà có thể chê được rồi.
Tuy nhiên thì anh em cũng có thể thấy là hiện tại cái phần demo của mình nó không được mượt lắm, bởi vì là có một chút vấn đề về mạng. Đó. Nhưng mà thực tế cái mức FPS mà anh em nhận được ở đây đang cực kỳ cao. Kể cả là bây giờ nếu như mà mình có đổi cái tỷ lệ khung hình trở về là 16:9 với độ phân giải là Full HD 1920x1080 thì tựa game nó sẽ bị out ra ngoài. Shit. Thì vậy đoạn này bé vậy. Giọng đã không mất mic rồi. Kể cả là khi mình có đổi về cái độ phân giải là Full HD với tỷ lệ 16:9, anh em có thể nhìn thấy FPS chúng ta vẫn đang rất ngon trên 150-160. Và với mức FPS này thì nếu như mà anh em chơi với những cái chiếc màn hình 144Hz thì nó vẫn cực kỳ là ổn áp, đúng không? Đó. Và tiện đây thì mình cũng giới thiệu với anh em luôn, đây đã là một dàn PC chờ cạc mà, thì tại sao chúng ta không đầu tư hẳn một cái màn hình nó ngon lành một tí, đúng không? Và chiếc màn hình mà mình đang sử dụng demo ở đây là một chiếc màn hình MSI có tên là MSI Optic MAG251RX, một chiếc màn hình gaming có tần số quét là 240Hz, cùng với một cái điểm ấn tượng đó chính là kích thước 25 inch. 25 inch là một kích thước mà mình thấy là nó rất là vừa vặn vừa phải để anh em có thể gaming, đặc biệt là những tựa game FPS như thế này, khi mà với kích thước này anh em có thể bao quát màn hình một cách tốt hơn. Đấy là cái điểm lợi thế rất là lớn của những chiếc màn hình có kích thước 24 hoặc là 25 inch. Còn nếu như mà anh em chơi những tựa game mà có cái trường nhìn rộng hơn mà muốn trải nghiệm game đã hơn, kiểu như những tựa game AAA, GTA 5 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần những cái màn hình cong hoặc là màn hình có kích thước lớn hơn. Rồi. Setgo có vẻ như vậy là đủ để anh em có thể hình dung được có một cái nhìn như thế nào đó về cái tựa game này, về cái mức FPS mà chúng ta đạt được với dàn PC này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang GTA 5 nhá, xem nó như thế nào nhá. Ôi dồi, máy tôi lag thế này mà ông không bắn được tôi à? Gà thế. Và tựa game tiếp theo chúng ta nói đến đây, chắc anh em biết rồi đúng không? Đó chính là GTA 5. Và với GTA 5 anh em sẽ thấy hiện tại mình đang để mức setting như thế nào. Ở đây thì độ phân giải của máy chắc chắn mình sẽ để Full HD 1920x1080 rồi. FXAA rồi các cái setting khác thì mình cũng đã đang tắt đi. Tuy nhiên thì ở cái phần texture quality mình để normal, shadow quality để high, shadow quality để normal, reflection quality để very high. Tức là đây là một mức setting không phải là thấp nhất. Đây không phải mức setting thấp nhất, đây là một mức setting mình gọi là đủ để thỏa mãn anh em. Chúng ta có thể chơi game với đồ họa đủ đẹp và nó vẫn đủ mượt với chiếc CPU cùng với cả đồ họa tích hợp đến từ AMD. Và anh em có thể thấy là hiện tại mình đang chơi GTA 5 độ phân giải Full HD rất mượt mà, với FPS quanh quẩn 60 đúng không? Dĩ nhiên rồi, như thế này mà không mượt nữa thì không biết nói thế nào mới là mượt. Này, ông kia, tôi vừa đâm vào ông mà ông không dừng lại để ông nói chuyện với tôi à? Tôi đâm vào ông thì ít ra ông phải xuống xe, ông xuống bắt đền tôi thế nào đấy chứ. Ông thật là buồn cười. Đấy, ông, tôi đền cho ông xe của tôi đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục trải nghiệm tựa game GTA 5 này. Và với GTA 5 thì anh em sẽ thấy là khi mà chúng ta di chuyển nhanh hơn, khung cảnh nó phải load nhiều hơn, thì lúc này FPS của chúng ta có sự sụt giảm nhẹ. Đó, từ 60 xuống còn khoảng quanh quẩn 45 cho đến 50. Tuy nhiên là điều này hoàn toàn có thể khắc phục được một lần nữa bằng cách là anh em hạ hết những cái setting mà mình chưa hạ lúc nãy. Đây, ví dụ mình sẽ thử hạ xuống nốt, xuống cái mức gọi là thấp nhất nhá, để chúng ta cùng xem là GTA 5 có mượt hay không. Và với GTA 5 Online thì mình thấy có rất nhiều người cũng chơi ở cái mức setting thấp nhất, bởi vì cái mà chúng ta cần, chúng ta quan tâm khi mà chơi GTA 5 Online lúc này lại là cái sự tương tác, cái sự thú vị về nội dung. Chứ còn cái việc trải nghiệm về hình ảnh nó không còn là một cái yếu tố gọi là tiên quyết hay là quá quan trọng nữa. Và sau khi hạ setting thì các bạn cũng thấy rồi đấy, mức FPS chúng ta đã được tăng lên tương đối, từ khoảng 60 cho đến lên bây giờ là lên khoảng trên 70 rồi, có thể lên tới 80. Đó, anh em thấy không? Với mức FPS này
thì rõ ràng là anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm tựa game GTA 5 một cách cực kỳ mượt mà, kể cả đó là GTA 5 online thì chẳng nữa. Tuy nhiên thì còn một điều nữa chúng ta sẽ phải quan tâm, đó chính là nhiệt độ. Hiện tại thì nếu như mà các bạn nhìn sang cái dàn PC của mình, Bạn ơi, tớ xin lỗi, tớ quệt một cái thôi mà. Đấy, tớ đền cho bạn con xe đấy, con kia mùi trần xịn hơn này, lấy đi. Thế nhá. Rồi, ok. Anh em mình lại tiếp tục quay trở lại với việc review dàn PC này. Thì anh em quay sang đây nhìn một chút nhá. Anh em thấy không? Là mình đang đóng kính. Có nghĩa là case này mình không để open. Và nhiệt độ của chúng ta như thế nào? Nó sẽ rơi vào khoảng 57 độ C cho Ryzen 5 5600. À đâu, chính xác là Ryzen 5 5600G. Đó, đó là mức nhiệt độ của Ryzen 5 5600G mà chúng ta đang nhận được lúc này, 56 57 độ C. Thì như vậy là mình nghĩ với mức nhiệt độ này phải nói là rất mát luôn, để anh em có thể chiến được game, kể cả là khi mà anh em không cần card đồ họa rời như thế này. Và nếu như trong tương lai mà anh em có đầu tư được card đồ họa chẳng hạn, lúc này anh em có thể là chơi những tựa game nặng đô hơn, CPU load nhiều hơn, thì chiếc CPU này vẫn hoàn toàn có thể hoạt động một cách cực kỳ trơn tru và mượt mà cho anh em, để mang lại được cái trải nghiệm game tốt nhất có thể. Vâng, và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về cấu hình PC Alpha của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cấu hình PC Alpha rất đặc biệt. Khi mà bình thường các cấu hình Alpha khác, ví dụ Alpha 3000G, 6400, Alpha 3200G, hay là Alpha 10001, Alpha gì đấy, thì các cấu hình Alpha tại TNC từ trước đến nay đều là những cấu hình giá rất rẻ và không có cả đồ họa. Nhưng với Alpha này thì đây là Alpha level, là trợ thủ, PC dành cho trợ thủ. Bởi vì là chúng ta sẽ có sẵn tất cả mọi thứ ở đây rồi. Nguồn khỏe, main ngon, chip khủng, vỏ đẹp và tản nhiệt mát. Thiếu thiếu một chút kiểu như là tản nhiệt nước all-in-one, hay là thêm một vài cái quạt để cho cái airflow ở trong vỏ cây nó tốt hơn nữa thôi, là có thể nói là anh em chỉ cần chờ đúng card đồ họa về cắm vào thôi là chơi. Nhưng đổi lại là kể cả không có card đồ họa đi chăng nữa thì cấu hình này vẫn mang lại cho anh em một cái hiệu năng gaming theo mình là đủ để anh em có thể gọi là trải nghiệm được rất nhiều đấy. Với CSGO thì trên 100 FPS ở độ phân giải là Full HD, còn nếu như mà anh em chơi đúng chuẩn Pro ấy, 1280x1024 ấy, thì trên 200 FPS là chuyện bình thường, GoPro thoải mái. Ngoài ra nữa ấy, thì chúng ta vẫn có thể chơi được GTA 5 online hay là offline đều ở một cái mức FPS ngon hơn rất là nhiều. Rồi, chưa hết. Với cấu hình này, kể cả anh em có muốn làm việc, ví dụ như là làm với AutoCAD chẳng hạn, hay là làm những công việc mà nó không quá cần sự trợ giúp đến từ GPU, từ card đồ họa, mà anh em chỉ cần một con CPU thôi, code rồi thì làm AutoCAD hay là gì đấy, thì vẫn hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì con Ryzen 5 5600G trong này, nó không hề yếu một chút nào anh em ạ. Cụ thể về nó thì chắc là chúng ta lại phải làm cái video khác chỉ nói riêng về nó thôi, chứ còn video này là mình nói về cả cái dàn PC này. Và đường link về cấu hình PC trợ thủ này anh em có thể tìm thấy ở dưới phần mô tả video nhé. Và video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.